Có lẽ là quen nhau trong cái đợt mà dạy tập PT online này đúng không? Dạ không. Dạ không. Chết quá. Thôi đừng đoán nữa, đừng đoán nữa. Thôi nhẹ. Không không gặp được nữa đâu, tại phải chăm sóc mẹ rồi. Thì ảnh kêu là ok vậy quê bạn ở đâu mình tới quê bạn gặp bạn luôn. Dạ không, con tỏ tình trước. Ủa sao kỳ vậy? Không thích ta. Là sao cái cú ói đó? Là bao lâu mới tỏ tình? Dạ sau cú ói đó khoảng 2-3 tháng sau á, con nói I love you trước. Lúc đó con bất ngờ quá nên là con không có biết phản ứng như thế nào hết. Xong con mới kêu là không cần phải propose, không cần phải cầu hôn đi đâu. Không cần. Xong lấy nhẫn mang lên, nhanh lên, tôi quỳ đau chân quá. Vậy hả? Cưới thì rất là gấp, tiếc là mẹ không có chứng kiến được. Thì lúc đó mẹ con vẫn còn ở bệnh viện. Cưới xong 3 tuần sau là mẹ con mất. Xem nhớ. Nhớ. Dễ thương quá. Chào hai vợ chồng. Ông biết nói tiếng Việt không em? Dạ biết ạ. Ông biết gành không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu phần trăm? Khoảng 60%. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình nè. Con tên là Nguyễn Nhật Hoa Tiên, con 29 tuổi. Con đang làm quản lý cho một công ty về làm đẹp ở Canada. Cũng là đang tiếp quản một cái cơ sở sản xuất yến của gia đình. Có nghĩa là con là bên Canada? Dạ, hồi trước là con ở Canada. Sau đó do là mẹ con bệnh nên là con mới về Việt Nam. Rồi bây giờ con làm việc ở Canada? Dạ đúng rồi, dạ con làm việc từ xa. Coi như là cứ Việt Nam Canada. Dạ đúng rồi. Rồi giờ chuẩn bị làm yến. Dạ, làm yến bây làm giờ đang tiếp quản cái cơ sở của mẹ. Ở đâu? Dạ, ở Tiền Giang, Gò Công. Ồ, vậy là miền Tây hả? Dạ đúng. Hèn gì? Đây là chú rể miền Tây. Dạ. Hàng diễu mặc nguyên bộ đồ ba là nhìn là hết thấy có tấm tình liền rồi đó. Dạ. Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ. Con tên là Gabe, từ nước Mỹ. Nhờ mà mẹ bố sinh ở nước Mexico. Mexico. Dạ, phải là biết nói tiếng Tây Ban Nha. Về tiếng tiếng Anh, về tiếng tiếng Việt miền Tây một chút đúng không? Là biết bao nhiêu tiếng đó. Tôi làm việc là một huấn luyện viên. Huấn luyện viên. Muốn tập hết được không? Anh này cũng làm online đúng không? Dạ, trên online. Tất cả khách hàng nhiều khách hàng vòng mờ thế giới. Dạ. Là dạy bao nhiêu nước tổng cộng hả Gap? Khoảng 6 nước. Quá dữ luôn. Mà bình thường là mình dạy gì? Dạy tập tạ hay là tập té luôn? Tất cả luôn. Té luôn. Về sức khỏe. Có lẽ là quen nhau trong cái đợt mà dạy tập PT online này đúng không? Dạ không. Dạ không. Chết quá. Thôi đừng đoán nữa, đừng đoán nữa. Tôi nhẹ. Đầu tiên nói coi nè, tiên nói quen rồi, sao? Sao mà hai đứa quen nhau? Hai đứa quen nhau trên app hẹn hò. Dạ. Lúc đó là Tiên ở Việt Nam hay Tiên ở Canada? Dạ, con ở Việt Nam rồi. Lúc đó con đi Đà Lạt, anh này thì ở Nha Trang. Sau đó thì có nói chuyện ở trên cái app á, xong rồi ảnh chuẩn bị đi về Mỹ thì ảnh muốn gặp con ở Sài Gòn. Xong hai đứa mới hẹn nhau ở Sài Gòn, rồi sau đó gặp một lần, xong ảnh đi về Mỹ. 2-3 tuần. Ảnh là ảnh đang ở Nha Trang hay là? Dạ đúng rồi, anh ở Nha Trang, xong rồi con đi Đà Lạt thì nó mới gần nhau, nó mới quét nhau được. Đó, nó nãy giờ mình bị miss cái chỗ đó. Dạ, đó. Dạ, rồi. Đó. Nhưng mà về Sài Gòn gặp nhau. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên dùng app này. Lần đầu tiên anh dùng app này. Không ngờ lần đầu tiên là dính luôn. Chứ này về lần cuối. Lần đầu và cuối là lần cuối. Rồi lúc mà quen nhau trên app có thấy mặt, có thấy video gì không? Dạ có thấy. Con có cảm nhận gì về ổng không? Con thấy ổng thấy mắc cười quá. Mắc cười gì? Thấy cái người bự á, sao bự quá à, không có thích lắm. Xong rồi lúc đó con nói chuyện cho vui thôi. Đến khi gặp nhau ở ngoài á là thấy còn bị khác nhiều hơn nữa. Thì con không có thích anh này lúc đầu đâu. Cái cách mặc đồ của ảnh á. Lúc anh mặc đồ gì? Mặc cái áo áo sơ mi á mà có hoa. Xong rồi mặc thêm một cái áo ba lỗ ở trong mà có sọc ngang, ý là cái hoa văn nó không có hợp với nhau. Không mix được với nhau đó. Phong cách Mỹ, phong cách Mỹ. Rồi đến bao lâu thì mới gặp nhau ngoài nè? Dạ một tuần hả? Một tuần. Lần đầu tiên gặp nhau ngoài nhìn thấy một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn xinh xắn như thế này, và Gáp có ấn tượng gì cổ không? Lần đầu tiên thấy đáng yêu, wow, quá đẹp. Quá đẹp. Quý đẹp và quý quan trọng mà cho con. Cười đẹp. Cười đẹp. Dạ, cười chứ mới là quý. Cười. Quý là gì? Cười. Anh nói cười á. Cười. Không biết cười. Anh nói chữ quên á, là chữ quý. Cười. Đôi khi không nhớ tất cả cái dấu. Dạ. Gặp là gặp ở sân bay hay là gặp nhau ở chỗ nào? Dạ gặp ở quán nước. Có đi chơi cho tới tối luôn không? Dạ có. Xong rồi ảnh muốn rủ con đi chơi nữa nhưng mà con đi về. Tại lúc đó con không thích anh này lắm. Lúc đó mấy giờ mà đòi đi về? Chắc 11 giờ. 11 giờ tối rồi. Sớm hơn. Sớm hơn. Bé này không thích bé này. Thành ra là bé này muốn về. Rồi sau là bé này về Mỹ. Rồi có call cho bé này không? Về call, về nói chuyện online. Online. Về khi quay lại ở nước Việt Nam. Rồi có rủ đi chơi nữa đi đâu? Ở nhà của cô Tiến. Ở Gò Công. Ảnh đi về Mỹ, hai người vẫn liên lạc với nhau. Khi ảnh về Việt Nam lại thì ảnh kêu là muốn gặp con lần nữa. Nhưng mà con kêu là thôi không gặp nữa.
Tại vì lúc đó mẹ con cũng bệnh á, nên là con chăm sóc mẹ con ở Gò Công. Con mới nói với anh này là chắc không gặp được nữa đâu, tại phải chăm sóc mẹ rồi. Thì ảnh kêu là ok, vậy quê bạn ở đâu mình tới quê bạn gặp bạn luôn. À, trong suốt 2 tuần về Mỹ á, là Gáp có nhớ nhung cô này không? Có nhớ quá nhiều. Nhớ quá nhiều. Tại vì bạn này cảm bạn này quá nhiều luôn hả? Cho nên là bằng mọi giá khi mà quay trở lại Việt Nam là phải gặp Tiên cho bằng được. Cái lúc mà ảnh về quê mình luôn đó, đến gặp mình á, thì Tiên gặp lại ảnh á, Tiên có xúc động không? Dạ cũng có xúc động. Cái điều gì ở ảnh mà khiến cho Tiên xúc động? Lúc mà hai người nói chuyện với nhau lúc ở bên Mỹ á, thì lúc đó là giai đoạn đó con cũng rất là khó khăn, tại vì mẹ con bệnh nhiều quá thì con buồn lắm, mình không có biết tâm sự với ai hết. Thì có một ngày con mới gọi cho anh này, con nói hết luôn. Nhưng mà về nhà dễ thương. Có ra mắt mẹ luôn không? Dạ có, lần đầu tiên tới Gò Công có dẫn ra gặp mẹ. Rồi mẹ đánh giá làm sao? Dạ mẹ thích. Mẹ thích? Dạ. Khi mà Gáp về gặp mẹ của Tiên á, Gáp có cảm thấy hồi hộp không? Ít thôi, nhưng mà cảm thấy vui không? Cảm thấy hạnh phúc bởi vì mẹ của Hoa Tiên là rất thông minh. Gáp bé có kỷ niệm gì với mẹ không? Dạ có, câu chuyện rất vui là lần đầu tiên gặp mẹ trước đó để tập thể dục một chút. Về để nói chào mẹ con tên là Game. Nhưng mà bởi vì đã cảm thấy quá mệt, quá nhiều mồ hôi bởi vì tập thể dục quá mạnh. Về đã cảm thấy ít bên muốn ói, nên về khi nói chào mẹ đã bắt đầu ai đứng ói là gặp thì ói ít lo lắng rồi ít embarrassed mất cơ bởi vì ói trước mẹ. Mẹ có cháu mẹ bố ói. Ồ rồi mẹ sao? Mẹ hết hồn không? Mẹ không, mẹ sẽ có ố. Mẹ cho nước uống. Mẹ tội nghiệp á, mẹ thương á. Muốn thể hiện tại chơi quá Tiên. Rồi sau đó chắc chắn là Ghép phải tỏ tình với Tiên rồi đúng không? Dạ không, con tỏ tình trước. Ủa sao kỳ vậy? Không thích. Là sao cái cú ói đó, là bao lâu mới tỏ tình? Dạ sao cú ói đó khoảng 2-3 tháng sau á, con nói I love you trước. Hôm đó nói chuyện online thôi. Xong rồi cái hôm đó con cũng có uống chút bia, có chút men. Xong rồi con nhắn tin cho anh này kêu bây giờ tôi nói nhưng mà bạn quan tâm cũng được, không quan tâm cũng được, nhưng mà I love you. Rồi Gáp, khi mà Gáp nhận cái tin nhắn đó thì cái phản ứng của Gáp như thế nào? You're surprised. Rất vui. Nên về sau đó là khoảng ở ba ngày sau để nói lại là I love you too. Tại sao không nói liền mà lại phải để mấy ngày sau? Bởi vì cần nghĩ suy nghĩ hả? Đó là cái lời tỏ tình mà tỏ tình online không à? Cái cầu hôn có lãng mạn không con? Nhưng mà ai cầu hôn? Ai có này cầu hôn con? Gabi cầu hôn. Chứ con mà cầu hôn nó kỳ lắm nha. Con cũng không biết anh sẽ cầu hôn con á. Hôm đó hai đứa cãi nhau. Lúc đó thì mẹ con cũng bệnh nặng á, nên là mẹ con muốn là thấy con giống như có gia đình. Có người yêu thương trước khi mà mẹ con đi á. Cho nên là con cũng có nói với anh này, con có chia sẻ thôi bây giờ không cưới cũng được, khoan hả làm gì cũng được, nhưng mà ý là cho mẹ biết là con với anh này cũng quen nhau nghiêm túc á. Anh này anh cứ kiểu ok, nhưng mà con cũng kiểu thấy anh không có nghiêm túc mấy. Thì con lúc đó thì con nói là thôi, con cũng không có nhiều thời gian cho mấy cái mối quan hệ mà nó lưng lửng á. Công việc của con nhiều mà con phải chăm sóc mẹ rồi gia đình nữa, nên là con nói thẳng với ảnh luôn là nếu mà thấy không có nghiêm túc thì chắc thôi đi. Ảnh sợ quá đi mua nhẫn, qua ngày sau bay về Gò Công xong rồi cầu hôn luôn. Hai đứa đi ăn tối, đang ngồi ăn cái chơi lấy gì kể đi nhớ đè bữa đó ăn cái gì đè hỏi hả? Thôi. Về trước trả lời vợ đã nói là không cần hỏi sao không cần hỏi, muốn hỏi đồng ý không? Tại sao vậy con? Lúc đó con bất ngờ quá nên là con không có biết phản ứng như thế nào hết. Xong con mới kêu là không cần phải propose, không cần phải cầu hôn mi đâu. Không cần. Xong rồi anh nói lấy nhẫn mang lên nhanh lên, tôi quỳ đau chân quá. Vậy hả, cưng quá hả? Con cũng bất ngờ mà con không biết luôn. Lúc đó mình đi ăn mình không có make up, không có gì hết. Rồi sau đó bao lâu thì mình làm đám cưới? 3 tuần sau. Cưới thì rất là gấp, tiếc là mẹ không có chứng kiến được. Thì lúc đó mẹ con vẫn còn ở bệnh viện. Cưới xong 3 tuần sau là mẹ con mất. Thôi mẹ chắc mẹ cũng yên lòng là vì thấy được con có một đám cưới mà nhất là một anh chồng dễ thương, vui tính và tốt bụng. Gabi mẹ mất á, có thương không?
Yeah, muốn nhưng vui bởi vì mẹ không có thể cảm thấy bị đau. Mẹ không còn đau đớn nữa, yeah, đúng không? Yeah. Nhưng vui hơn bởi vì đám cưới của Hoài Tiên và con. Mẹ biết mẹ yên tâm đó. Mẹ yên tâm, mẹ đi đó. Tụi con đám cưới được bao lâu rồi? Dạ, cưới được 11 tháng. 11 tháng quá son luôn rồi. Mà anh thấy anh chồng này anh dễ thương quá. Dạ. Anh không có tật xấu gì không? Dạ có chứ. Dạ có. Tật xấu là hay uống bia. Dân PT mà uống bia dữ vậy hả? Dạ, uống bia với lại hơi bề bộn. Dạ. Ví dụ bề bộn đi. Bề bộn hả? Mặc đồ dục tùm lum trên nhà luôn. Dạ, wow. Xong rồi cạo râu xong không để everything trên bàn. Dạ. Xong con giận. Xin lỗi bà. Rồi uống bia là một lần uống bao nhiêu chai? Bao nhiêu lon? Dạ, tính bằng kết. Wow, really? Nói tựa với nói thiệt luôn hả? Uống nhiều vậy, uống nhiều lắm. Đôi khi không được mọi ngày. Đôi khi qua cuối tuần là bây giờ thôi. Lúc trước là ngày nào cũng uống bia hết. Có khi uống lén con á, gọi video call, quay qua uống bia, xong quay qua nói chuyện tiếp. Nhưng mà ngày nào cũng muốn hay sao? Dạ, ngày nào cũng muốn luôn. Dân này dân PT, dân thể hình mà nó khỏe lắm em ơi. Dạ, nhưng mà không có biết được ảnh say luôn. Có cái uống bia mà mình không biết được cái người say không? 10 hết đợt trước, uống 1 lon hả? 10 hết đợt trước, uống 1 lon hả? Dạ. Đô mạnh. Có kỹ thuật uống bia. Rồi, uống bia nè, bừa bộn nè. Dạ. Rồi còn gì không? Dạ không. Có ghen không? Dạ không. Không có ghen? Dạ. Có nói nhiều không? Dạ nói nhiều lâu hơi khó chịu. Tại con nói ít. Nói tiếng Việt nhiều hay nói tiếng Anh nhiều? Dạ nói tiếng Anh nhiều luôn. À vậy đó. Dạ nói tiếng Anh nhiều thì đỡ bực, mà có khi nói tiếng Việt nhiều mình đã không hiểu mà còn nói nhiều nữa. Nói nhiều mà không hiểu gì, nói hoài không hiểu luôn. Nhưng mà uống bia vô thì có xấu tính không? Dạ có, hay nói nhảm. Rồi bây giờ trong những cái tật xấu đó con muốn ra bè thay đổi điều gì? Dạ chắc chắn là giảm cái uống bia lại. Bớt uống bia lại đi. Dạ. Bớt uống bia lại. Dạ. Dạ. Đồng ý. Rồi Tiên có tật xấu gì không? Nói đi, về Hoài Tiên là hoàn hảo nè. Nhưng mà nếu có thể đổi một... Kể trước đi, tật xấu gì? Về mỗi lần khi Hoài Tiên đi chơi, đi ra nhà với bạn, Hoài Tiên không là tốt với đã nói chuyện với chồng mà đi đâu, ở khi nào đi về, ở mấy giờ đi về. Để gửi nhắn tin cho Hoài Tiên là vợ đi đâu, ở đâu, vợ không trả lời. Có nghĩa là đi là không có báo cho chồng biết là đi đâu. Ấy là con đi ra ngoài con không có trả lời tin nhắn của ảnh á. Ảnh muốn con là đi tới đâu thì phải báo là tới chỗ rồi, bây giờ về nha, hoặc là mấy giờ về. Ăn tuần không? Ăn tuần không? Không trả lời. Dạ con quên. Quên chứ không phải là không thích đúng không? Dạ con quên. Nhưng mà là chỉ muốn ăn tuần hả? Dạ, sợ con đi ở ngoài một mình nguy hiểm. Dạ. Chồng thì quan tâm. Dạ. Rồi Tiên có ghen không ga ba? Thiệt có ghen không? Nói thiệt đi. Jealous. Dạ có. một chút. Nghe một chút. Dạ. Giấu á, giấu giếm á. Đang giấu giếm nè. Mà ghen với ai? Ghen với học viên. Hay là ghen với người cũ? Bạn của chồng. Thực có jealous với tất cả mọi người đâu. Gớm chắc em với bạn gái cũ hả? Dạ đúng. Dạ. Không đúng không? Con kể coi, bạn gái cũ của chồng là người Mỹ hay là người Việt? Anh này có rất là nhiều bạn gái cũ. Come on. Lần gần đây nhất á là ảnh làm MC cho một cái chương trình Halloween, một cái party Halloween ở Nha Trang. Con đi ra ngoài đó, cái party đó ảnh mời rất là nhiều bạn gái, bạn gái cũ. Dạ, crush. Okay. Tới chứ. Dạ. Bình thường đi ra ngoài thì ảnh hay rất là thích kiểu ôm con thân mật, nhưng mà hôm đó là kiểu tránh xa ra. Tôi đang làm việc, tôi đang làm việc. Không muốn đụng vợ, không muốn giới thiệu vợ với tất cả ai hết. Tiên thấy nó kỳ kỳ rồi đúng không? Dạ, con giận. Nhưng mà trong đó là có đầy đủ tất cả những người mới, người cũ luôn đúng không? Cũ, dạ. Crush luôn. Crush luôn. Đó, rồi cái đợt đó giận lâu không? Chắc khoảng nửa tiếng. một tuần luôn, giận một tuần. Giận nhất là anh này uống bia thì con rất là giận. Dạ, giận nhiều nhất. Rồi bây giờ ra về muốn vợ thay đổi điều gì? Nói chuyện nhiều hơn, communication. Yeah. Yeah, tốt hơn, rõ ràng hơn. Vợ thích làm việc quá nhiều. Quá nhiều bận rộn. Và đôi khi có thể thấy Hoài Tiên cảm thấy stress, nhiều stress. So là cháu muốn Hoài Tiên có thời gian nữa vui. Có thời gian, có free time nhiều hơn. Đó. Yeah.
con chuẩn bị có em bé chưa? Dạ chưa, chắc 2 năm nữa. Không? Muốn. Gabi muốn không? Muốn. Ồ, có cần quốc thuận chút không? Chút là dính đó nha. Rồi thôi, trước khi tạm biệt, quốc thuận chúc cho hai vợ chồng Gáp với Tiên ha sẽ thương nhau nhiều hơn nữa. Yêu nhau nhiều hơn nữa. Dạ. À, và đặc biệt trong năm sau sẽ có một em bé chào đời đến với gia đình của hai vợ chồng. Đồng ý, đồng ý. Rồi, xin chào. Em tên là Lê Văn Thành, năm nay em 28 tuổi, hiện đang làm bán hàng. Còn em? Còn em tên thật là Nguyễn Thái Hồng Uyên, năm nay em 28 tuổi. Em có đi làm từ trước nhưng mà bây giờ em đã theo học lại nên giờ em là sinh viên cao đẳng của Kinh tế Đối ngoại theo khoa chuyên ngành là Kế toán doanh nghiệp ạ. Tụi em gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Tụi em đã quen nhau được 10 năm ạ, cưới nhau mới được 6 tháng hả? Quen nhau 10 năm mà cưới nhau 6 tháng, hay vậy. Có những người mà quen cái là tháng sau cưới liền, các bạn tới 10 năm sau. Trời ơi. Tụi em là mối tình đầu với nhau ạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy kể cho nhau nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào. Dạ như vậy, cái bạn thân của vợ em á thì là học chung với em được 1 năm, mà năm lớp 12 thôi. Thì bạn đó cũng có nói thích em nhưng mà em không có ấn tượng gì về bạn đó hết. Thì bạn đó cứ đeo theo em hoài à. Wow. Rồi trong một cái lúc bữa thì ra chơi thì em ngồi em đọc chuyện trong căn thư viện á, thì bạn ấy có dẫn vợ em tới giới thiệu, đây là bạn thân của mình. Ấn tượng đầu tiên em nhìn với vợ em thì cũng rất là bình thường, giống như là hai bạn chào hỏi quen biết nhau thôi chứ không hề có ấn tượng gì hết. Là ấn tượng nhất thì chủ yếu là cái ngày 20 tháng 11 á, thì cái ngày đó là em ấn tượng vợ em. Là cái bữa đó xui có một cái như vậy. Xui một cái như vậy. Dạ. Cái bữa đó có hẹn đi chơi với vợ em, bạn bè thôi, em không có ý gì hết. Nhưng mà đến gặp em xong nói trời hôm nay Uyên dễ thương quá, em cũng nở mũi luôn ạ. Cái câu thứ hai là xin lỗi Uyên nha, hôm nay mình chắc không đi chơi được tại mình không còn tiền. Mình thì có tiền đi xe buýt rồi, đến đây là hết tiền rồi, thôi hai đứa đi về ha. Trời ơi, em nghe xong em hụt hẫng lắm ạ, cái em tức quá, nói cứ đi chơi với mình đi. Đãi cho, bao nhiêu tiền trả hết. Em thích vợ em từ cái bữa đó đó. Thứ nhất là vợ em phóng khoáng. Tại vì thường hồi xưa em đi học em thấy mấy bạn là cũng hay tính lắm. Kiểu như đi chơi với con trai là để con trai trả tiền, để con trai tính tiền. Ở trong cuộc đi chơi đó là hai người thích nhau đúng không? Nhưng mà đơn phương một bên thích, còn em vẫn ghét là tại vì em muốn phá cái cuộc tình này của bạn thân em. Em muốn cướp bạn thân lại thôi ạ, chứ em không có ý gì hết ạ. Coi như em muốn cướp bạn thân là bạn gái của em đó, bạn thân gái. Nhưng mà vô tình là em cướp luôn người yêu, người mà bạn gái em yêu đúng không? Dạ đúng rồi. Cho nên mới bị mang tiếng đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy thì chính thức gọi là thích nhau. Thì là cái giai đoạn đó là đang lớp 12 phải không? Dạ đúng ạ. Kể đi, kể những cái sóng gió trong tình yêu học trò coi. Em ở trường thì các học sinh của em này thì hơi bị hiếu động, có thể là mang là những cái thành tích nó bất hảo ở trường. Cho nên là khi em hay đi với nhau thì thầy cô trong trường cũng để ý. Tại vì vợ em lúc đó là một học sinh ngoan hiền, em là một sinh cá biệt của trường. Ba em đi rước vợ em, vô tình đó là ông ấy có cái nhìn không tốt về em rồi. Cộng với lúc đó là em để mái tóc hai mái của đang trường. Em mà lúc đó là vô tình cái kiểu em để nhìn nó bậm trợn quá đi. Rồi ông nhìn ông càng là ngứa mắt nữa. Cho nên là thấy vợ em nó quen em rồi không cho, mà vợ em vẫn cứ quen, cũng hai đứa cứ đi về chung, đi học chung. Đi suốt, thành ra là nói không được, thành ra mới dùng cái đòn roi tới quýnh vậy. Đánh dữ không? Có khoảng thời gian áp lực lắm á, em mới bắt đầu em bỏ nhà đi tổng cộng là 5 lần đó. Tới lần thứ 5 là ba mẹ em không kiếm em lại nữa. Có nghĩa là em bỏ đi tới lần thứ 5 là coi như ba má không đi tìm em luôn á. Dạ, lần thứ nhất là như thế nào? Lần thứ nhất thì ba em chỉ nói thôi, ba em chỉ la thôi ạ. Nhưng mà tại em tức quá, em không biết là phải giải thích như thế nào cho ba hiểu. Rồi cái em buồn quá, cái em bỏ đi rồi. Rồi lần thứ 2? Dạ, lần thứ 2 là vẫn tiếp tục đi nữa, ba em lại thấy nữa. Lần này là bắt đầu ba em lại nhằn nữa, mà nhằn nhiều hơn nữa. Mà em nói không lại nên tức quá em bỏ đi tiếp ạ. Và em ra tiệm nét em ngồi thôi, vô tình thì có bạn thì họ khuyên em nên về rồi ba em tới rước ạ. Tới lần thứ 3 là em bỏ qua nhà bạn này ạ. Gần 11 đêm em đi bộ qua nhà bạn này, kêu bạn này xuống. Bạn này cũng xuống, bạn nói hết hồn luôn, thấy em. Bạn nói thôi thôi đứng ngoài đợi mình tí, để mình coi gia đình mình còn ai ngủ chưa, nếu mình ngủ hết rồi thôi để mình cho bạn vô nhà để ngủ nhờ. Cho bạn rồi nhưng mà một đi là không trở lại luôn ạ. Đi vô ngủ luôn ạ. Em ngủ ngoài ạ. Em ngồi chơi với mấy con mèo hoang luôn. Khoảng chừng một tiếng hai tiếng sau, mẹ của bạn này thì có sạp ngoài chợ Tân Định, bà ấy bán cho tới 2 sáng, bà ấy về thì thấy em ngồi hỏi phải ni không, cái em nói dạ. Cái rồi ủa sao ngồi đây? Dạ tại con bỏ đi, con mới gặp Khoa. Ủa Khoa đâu? Dạ Khoa vô nhà mà Khoa nói con đợi mà con không thấy Khoa ra. Cái má Thúy mới lực đực chạy vô hỏi Khoa. Xong rồi lên thì lát sau con thấy chồng xuống, chồng nói một câu xin lỗi nha, nãy giờ ngủ quên. Em có tâm ghê à, có tâm hết sức luôn à. Rồi còn lần thứ 4. Lần này là tụi em ngủ ở công viên. Nhưng mà tại sao bạn này lại đi? Vợ em bữa đó có gọi điện cho em, nói là cũng bị ba đánh nữa. Em qua em an ủi rồi em chở đi ăn uống. Xong em kêu trở về nhà nha. Rồi nhưng mà vợ em nói là bây giờ về là bị đánh nữa. Thì thành ra lúc đó là không dám về. Cái gặp hai chị em dìm vòng chút xíu thì lại mưa to. Rồi lúc đó cũng 11 giờ mấy, 12 giờ đêm rồi. Mà tên túi thì chúng có 10 mấy 20 ngàn, hồi học sinh thì em không có tiền. Cái là tụi em phải ra công viên là hai đứa ngồi tới sáng luôn. Thì cái lần thứ 5 á là học xong lớp 12,
em mới nói vợ em là bây giờ là học xong có lấy cái bằng đi, rồi lần này nếu mà nói chuyện với gia đình không được, ba mẹ không hiểu nữa, thì để Thành để dành tiền, Thành mướn cái phòng trọ ngoài ra, rồi phải trọ ngoài, rồi hai đứa mình đi làm kiếm tiền để sau này khi mình chứng tỏ cho ba mẹ thấy là hai đứa mình có đàng hoàng chứ không có gì, để ra ngoài vài năm đi, sau này gia đình nhìn nhận lại con người của em. Có nghĩa là lần thứ năm bị đánh là coi như em đi luôn đó. Lần thứ năm em không có bị đánh là chỉ ba em chỉ bắt đầu dùng lời nói, nhưng mà tại em quyết định rồi á, em bỏ đi là em chỉ muốn chứng minh cho ba em biết là em có thể tự lập được. Nhưng mà anh hỏi nè, cái lúc đó là hai vợ chồng em hết đi học luôn hả? Dạ đúng, mà em đã tốt nghiệp lớp 12 rồi ạ. Rồi tụi em mướn phòng. Dạ đúng. Em thì vẫn ở gia đình em, mà em mướn cái phòng cho thuê ghép á, gần nhà em để mà tiện qua lại. Rồi tiền ở đâu ra? Cái tháng đầu tiên là mỗi ngày em tích góp cái tiền mẹ cho mỗi ngày đi học á, ăn uống á, em nhịn em không ăn uống để dành đó, để dành một tháng được 200.000 là đủ là cho ghép một tháng. Thì em tính cái đó một tháng đã đầu ra là hai đứa là đi làm phục vụ làm gì đó kiếm tiền rồi đắp thêm. Sau một năm thì em có qua nhà bạn chồng em chơi, bà ngoại của chồng em. Nói câu rất là dễ thương luôn ạ. Nói câu gì Thành? Là nói là thằng Khoa nó trên gì gì đó, dưới gì đó. Răng răng dưới dép. Đó. Đúng không? Trên răng dưới gì dép. Vậy mà sao mà có gì đâu mà sao cứ theo nó hoài vậy? Cứ dính như Sam luôn á. Dính như Sam hoài à. Thì thành ra là cũng thấy là hai đêm cả năm rồi. Thì xong rồi bà ngoại mới cho phép là thôi kêu Ni về đây đi, ở đây. Giờ ngoại con nó như con cháu dâu. Thì kêu về đi, ở đây đi. Ngoại lo cho rồi hai đứa lo mà ăn học rồi này cứ tiếp. Rồi sau khi em về ở với bà ngoại chồng thì là như thế nào? Bà tạo thoải mái cho em rất nhiều, không phải bà nữa mà là cả ông và cả mẹ chồng luôn ạ. Rồi bạn này có thường xuyên ngủ lên? Dạ không ạ, khoảng thời gian đầu là em ngủ với mẹ chồng ạ. Vẫn ngủ riêng? Dạ vâng ạ. Trong sáng, trong sáng. Dạ vâng ạ. Rồi tới bao lâu thì tụi em mới chính thức là lấy nhau? Được cho phép ngủ chung ạ, là khoảng sau 5 năm ạ. Lúc đó mẹ chồng và cả bà ngoại thì cho phép ạ. Sao lúc đó mình không làm đám cưới luôn mà để tới mãi sau này là mới cưới có mấy? Sao Thành? Tại là gia đình bên kia vẫn chưa chịu mà chị. Nhưng mà lúc mà em về ở bên nhà Thành là bên ba mẹ em có biết không? Dạ em nghĩ là họ biết thôi, nhưng mà lúc đó là biết em rồi. Né em không có gặp họ tại em hơi sợ, em cũng không biết phải đối mặt với ba với mẹ như thế nào. Tại em đã mang tiếng là con gái bỏ đi rồi. Mà bỏ đi theo trai nữa hả? Nhưng mà rồi tới lúc mà tụi em cưới là mới đây đúng không? Dạ là đúng rồi. Thì lúc đó là ba mẹ đã đồng ý chưa? Tụi em đăng ký kết hôn là ba mẹ đã đồng ý rồi. Mà bây giờ bên phía gia đình em rất là thương chồng em, mà thương hơn cả em luôn ạ. Nhưng mà bây giờ thì ba mẹ em đã tha lỗi cho em chưa? Dạ rồi ạ. Tha là mấy năm rồi? Cũng được là 5 năm hơn ạ. Là đã tha thứ từ cái 5 năm hơn đó. Dạ, có nghĩa là ba mẹ em á là giận em trong vòng khoảng 5 năm. Dạ đúng ạ, không nhìn mặt con gái luôn. Không nhìn mặt con gái và con gái cũng không lội ngược dòng trở về luôn. Em rất sợ, mẹ em lại không dám về, em chỉ lén về chạy về em thăm với em bỏ em chạy đi lại. Sợ ba đánh đòn? Chỉ sợ ba bắt em lại, tại vì em thuộc dạng em thích tự lập, em không có muốn bị quản thúc nữa hả? Tại em đã đủ tuổi rồi, 18 tuổi là em có thể tự lo cho bản thân em được hả? Bây giờ chị chỉ hỏi em vậy thôi, em có em bé chưa? Dạ tụi em vẫn chưa có em bé. Thế ví dụ sau này mà tụi em có em bé rồi con em nó lớn lên nó cũng y như em vậy đó, thì ví dụ như lúc đó con gái em không gặp được một người chồng như em, tốt như đó. Em mà gặp một cái thanh niên mà không ra gì cả và chỉ gọi là xâm phạm con gái em xong rồi là nó bỏ, thì em nghĩ thế nào? Ở đây chị muốn nói vấn đề là rất may mắn cho em gặp được chồng em với lại gia đình chồng em. Dạ vâng ạ. Cái xác suất đó là vô cùng thấp, không phải là ai cũng sẽ gặp được những hoàn cảnh như vậy, cho nên là em xếp vào loại may mắn. Nhưng chưa chắc gì con em nó đã may mắn như vậy nếu như có chuyện gì xảy ra. Ở đây chị muốn nói là cái việc làm của em chưa đúng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ rồi. Tại vì rõ ràng 5 năm rồi ba mẹ đã thay đổi về cái suy nghĩ là đã tha thứ cho em. Thì có nghĩa là ở đây là ba mẹ chỉ sợ em gặp trường hợp như chị vừa nói ra. Dạ đúng ạ. Đúng không nào? Dạ đúng. Cho nên á, ở đây nếu mà về phía chị sẽ không khuyến khích cái việc này. Dạ. Và em sau này cũng vậy, nếu em có một đứa con gái đừng có nói là sau này con gặp cái gì thì con phải tự chịu trách nhiệm, không có, không được như vậy. Tuy nhiên chưa hẳn là ba làm đã đúng, bởi vì sao? Cái cách làm của ba hơi bị cứng nhắc quá. Dạ. Thành ra là làm cho em sợ ba mà em không dám chia sẻ nhiều, đúng không? Thì ở đây á, Vân chỉ muốn nói là với trường hợp của hai bạn này thì là nếu như các bậc cha mẹ mà gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, hoặc các bạn nào gặp hoàn cảnh tương tự như vậy, chúng ta phải hết sức bình tĩnh, cha mẹ con cái phải hiểu nhau để mà có thể bảo vệ được con mình một cách tối đa. Cái đó là cái điều kêu gọi bây giờ. Cho nên Vân nghĩ vậy đi, hai vợ chồng nên có một lời nói với cha mẹ vợ. Dạ có. Em thì là em cảm ơn gia đình nhà chồng là quá rồi. Thực ra chị cũng quá ngưỡng mộ gia đình chồng em. Nhưng mà riêng hai đứa em phải nói một lời gì đó với cha ba mẹ vợ. Nhất là dạ ba có. Con không biết phải nói như nào, nhưng mà thông qua chương trình này, mục đích của con là muốn xin lỗi ba với mẹ. Cảm ơn phía gia đình chồng con, cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con với chồng để có cơ hội để nói ra những gì mà
tụi con đã chất chứa tới 10 năm mà tụi con dám nói. Tụi con thương ba mẹ nhiều lắm ạ. Con thương rất là nhiều luôn. Nhiều lúc con nhìn ba với mẹ ngủ con cũng muốn ôm ba mẹ giống mấy đứa em vậy đó. Nhưng mà con lại cười thôi. Nhiều lúc con muốn hỏi ba bệnh gì, ba đau cái gì không, nhưng mà con lại không dám nói. Nhưng mà con cố gắng con sẽ kiếm thật nhiều tiền hoặc phát triển cái tài chính của mình lên để có thể lo cho ba với mẹ và thay cho mấy đứa em nữa ạ. Và cả gia đình, làm rạng rỡ gia đình luôn hả. Con xin cảm ơn hả. Con thưa với ba mẹ, dạ, thông qua chương trình này con cũng muốn nói với ba mẹ một điều. Con không phải là như những người là ba đã nhìn nhận. Con không có bồng bột như lúc trước. Từ khi mà quen con gái của ba đi á, con chín chắn nhiều. Con một lòng một dạ với lại con cô gái của ba. Chắc chắn từ đây tới sau này nữa thì mong ba yên tâm. Thế đó, thì trong khoảng 10 năm nay, không phải là một thời gian ngắn, thì con nghĩ chắc ba cũng nhìn nhận và con ngửa con. Thì do đó thì ba cũng đã tha lỗi cho con. Con thấy ba đã chấp nhận con rất là nhiều. Con cảm ơn ba và mẹ nhiều. Tụi con họ cười mà tôi muốn khóc. Tụi em lên đây là mục đích là cái nhất là quan trọng là xin lỗi ba mẹ. Cảm ơn tất cả mọi người tạo điều kiện cho tụi em được quen với nhau và tới với nhau ạ. Thứ hai là tụi em muốn kỷ niệm lại 10 năm tình sử ạ. Dù có thứ thốn nhiều thứ nhưng tụi em vẫn cố gắng nắm tay nhau để vượt qua điều đó. Cái nắm tay của em với chồng em là anh cũng đồng cảm được cái điều mà em vừa nói. Nhưng mà những đây thì anh nghĩ là em cũng nên nói một điều gì đó với bên mẹ chồng em. Bà ngoại, bà ngoại với còn... Với mẹ Thúy của em đúng không? Dạ vâng ạ. Bởi con cảm ơn bà rất là nhiều dù bà đã không còn ở trên đời ạ. Và cả ông ngoại nữa ạ. Ông ngoại là người luôn dạy cho con nhiều thứ ạ. Và cả má Thúy nữa. Má thương con lắm. Bởi con lần đầu tiên con cảm động lắm. Tại vì trước giờ con chưa được ôm mẹ con. Nhưng mà con đã được ôm má Thúy nên con cảm nhận được cái tình mẹ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thật sự con rất là ngưỡng mộ má Thí hả. Chị nghĩ rằng sau đây là ba mẹ xem em sẽ hiểu được tấm lòng của con gái. Dạ. Hồi nãy Quyên có nói là Quyên chưa bao giờ em ôm mẹ em và ba em á, thì sau chương trình này nó nên chạy về nhà. Chạy về nhà một cái. Đúng rồi, ôm. Bởi vì đó là một cái vòng tay hạnh phúc, phải không? Bây giờ sau chương trình này chạy về ôm má Thí một cái, phải không? Xong xuôi lo cho má chạy Thí về, lo cho má Thí ba mẹ vợ một cái. Đúng chưa? Rồi. Được không? Rồi chúc cho hai em hạnh phúc, nào hạnh phúc cũng tươi cười hạnh phúc. Dù có giông bão cỡ nào cũng vượt qua hết. Nghe, hạnh phúc và giàu sang. Thê vậy trời. Nhìn vô cái trang nhau à. Ai cũng nói vậy hết á. Thiệt dạ. Sao phê thê dữ vậy trời. Hai bạn biết nhau bao lâu rồi? Đến thời điểm bây giờ. Dạ, lần đầu tiên thì cho phép em với con vợ chồng giới thiệu trước. Con là Tú, thân trọng Tú. Vợ con là Hà, Nguyễn Thị Thanh Hà. Hai vợ chồng con quen nhau, tức là quen biết với nhau từ tính 7-8 năm mới cưới giờ được 5 năm rồi. Rồi, không bây giờ là từng người giới thiệu về bản đúng thân mình đi. Đó. Dạ. Lý lịch trích ngang nha. Con là Tú, con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Là ba mấy? 30 con. 30. Công việc hiện tại sao em? Em kinh doanh tự do anh. Tại cái mảng nào mỗi mảng mình ôm ít. Là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Quê con ở Bình Định. Rồi. Cứ mẫu giáo con này cấp 1 vậy đó, hai người này cấp 3 vậy đó, đại học lại vô đây. Rồi hiện tại là con đang ở đây. Dạ. Ở quận mấy? Dạ, hai vợ chồng con thì đang ở quận 12. Ok. Mời em. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ, năm nay con 29 tuổi. Dạ. Con nhỏ hơn chồng con 1 tuổi. Dạ. Nhất gái hơn hai, nhìn trai lớn một. Công việc của Hà là có hỗ trợ được cái gì cho chồng không? Hay là mỗi người một mảng riêng? Dạ, trước đây thì tụi em làm chung, nhưng mà hiện tại bây giờ là tụi em nghĩ là tụi em nên tách riêng ra, bởi vì vợ chồng làm chung là gây lộn suốt. Rồi họ gặp nhau làm sao ta? Thì đó, em cũng đang thắc mắc nè. Có thời điểm mà quê của Hà thì ở đâu? Dạ, em ở đây, con ở đây luôn ạ. Con ở đây. Dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp nhau ở đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, đúng rồi, tụi con học chung cấp 3. Cấp 3 là nửa năm cấp 3 á, là con học ở đây. Con là ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Thành ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung rồi đó. Là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ. Bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi nha. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát. Thì anh này á, ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó, thì mình cũng đã không thích anh này rồi. Thì sau này tự nhiên anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó, thì mình lại càng thắc mắc nữa. Mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ con muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa, không đúng ưa. Không? Dạ. Lùm
đó, vừa xấu mà vừa vô duyên vừa, đúng không? Vừa vô duyên vừa dạ. Xấu vừa lùng thì được cái không hát hay ưa. Không con cũng không công nhận là hát hay luôn, tại vì mình đã ghét rồi, không nhận được mình đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết rồi. Bây giờ rồi tới chồng nè, cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con, thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường, tại vì ngay lúc đó cũng chưa nghĩ gì với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con nhớ là bạn này cao, ủa dáng cao thì hợp đội múa, hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm, hợp đội múa sao tự ngoài đồ hát làm gì trời. Cô vẫn phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa, nên là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vậy bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường, không ghét không thương không gì cả đúng không? Không thấy hơi chảnh luôn. À hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất cái mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Tự nhiên hơi gần gợn á, hơi gần gợn á. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường nó hay vậy chứ. Trong phim cũng vậy mà. Đó vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con Thiên Nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á, thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia, thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á con. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích ăn đâu, anh đi về đi, tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con để cái xe trước cửa nhà con, ổng chạy ra giữa đường luôn, cô Vân bảo con mà không ăn đồ ăn của ổng mua là ổng tông vào xe tải ổng chết luôn. Trời đất ơi, con khổ nhục kế tới cái mức đó luôn hả con? Điều gì làm cho con chuyển mục tiêu mà chuyển gu luôn vậy? Con cũng không biết con, tại vì giống kiểu tự thấy được hợp lý mà thực sự là nó giống như là kiểu định mệnh, không con không có ý kiến gì hết, nghĩa là con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô, nghĩa là thấy là muốn làm để thể hiện đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân, ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái, tại vì con không có cho chở đi học, mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái đó chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, anh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Người anh ta bảo là anh gửi cho cái người mà Hà thích đó, là anh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Ủa nhưng mà con bắt đầu chuyển gu từ lúc nào? Từ sau khi Thiên Nga nó có cái cuộc sống riêng của nó bên Úc đúng không? Con mới ngộ ra rằng là Thiên Nga nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay, còn dịch là có đủ lông đủ cánh cũng không bao giờ bay được. Bơi lồng vòng này đúng không? Có phải con ngộ ra điều đó không? Đúng rồi cô, như là một phần đó, và cái bản tính con là xưa giờ nó lười, và con rất lười thay đổi, nghĩa là mỗi lần thay đổi là cực, mỗi lần thà cua dính thà mình nhắm từ lượng nhan sắc mình. Mặc dù có thật với cô là con có một cái tật, nghĩa là con hay tự tin với mọi người, tức là hay chọc vui nữa, tức là bắt mật khẩu bắt wifi con là đều là tú đẹp trai thôi. Hỏi bắt wifi là gì cho em mượn xài anh tú đẹp trai. Đó nhưng mà con biết tự biết là nhan sắc mình tới đâu, và con nói thôi ráng cua đại đi rồi có gì gần nhà nữa cô. Hết sự lựa chọn rồi cô Vân. Hết rồi, ba con Thiên Nga kia nó bay hết trơn, giờ còn có con dịch ở lại thôi. Hết sự lựa chọn rồi. Tấm con dịch liền. Chứ gì nữa đúng không? Em không nhận nữa. Đúng là mặt thiên nhiên sinh tồn là nó đều là như vậy mà đúng không? Đó rồi xong rồi cuối cùng là con, bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không cũng nhiều chứ bây giờ nhớ nhiều ạ, thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua cho cô bạn kia, mua luôn cái người bạn mà cô bé là cảm nắng luôn. Một phần á thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, nhưng mà cái lúc đó con kiểu cũng thực sự là hơi bất chấp á, đâm ra mấy thằng bạn con, như mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhắc thời đó, không biết sao mày cua hạ tú, tao cũng biết nữa. Hao thiệt chứ, hao hao cái iPhone luôn cô Vân, thì cũng do là lỗi của hắn đúng không? Mới đầu á coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra, để rồi ở đâu xa xôi dịu dợi á, nói chung quay lại thì phải có bài học chứ, phải trả giá chứ đúng không? Con lời bài hát không cho người ta hát làm chi? Không chia cho nhỏ một câu bài hát giả mang sợ thiệt, giả mang chỉ cho hát chung thôi, có nghĩa hát đồng ca thôi, mấy cái không đồng cho ca solo là không cho solo. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con lần này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi, thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe thì con gãy tay,
thì đó là coi như là phải nghỉ học á cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cô gái luôn mà cô Vân. Là biết có điều kiện dữ gì ta, không phải tại cái đó là nó đó là quà, quà gọi là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi sao xỉn xỉn. Lúc đó lại mở một mình chứ không ở gia đình hả? Em ở với lại mẹ, nhưng mà thì tại bạn bè em cũng hay tới chơi lắm. Em thì cũng hay chơi với bạn các bạn nam nhiều. Thế nên là cũng tới xong rồi mang đồ ăn rồi cho chơi. Thì cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn, mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Con thế bị là cướp răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Dạ. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá, xong rồi cái người mà con cảm nắng ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi. Cứ ai tới là ổng cứ phải đánh đòn phủ đầu trước. Bị thợ săn mà. Dạ. Thợ săn. Bây giờ cầm súng cứ ai lập bắn. Quỷ diệt lên. Quỷ diệt thì còn lại một ông thợ săn với một con vịt thôi. Dạ. Thì con vịt đó phải là của ông thợ săn. Dạ. Thế là cứ thế bao nhiêu năm á cô Vân? Tại vì 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi, mà anh chiều con cực kỳ, có nghĩa là con đi, mẹ con còn kể là hồi đó là con đi ra đường á, cứ cái quai giày là con chỉ xỏ cái chân vào thôi, còn anh sẽ là người cúi xuống mang cho con cái quai giày. Ví dụ anh đi làm mà anh có 10 đồng, con muốn mua một món gì đó hết 10 đồng thì anh sẵn sàng anh mua cho con hết, anh không quan tâm từ giờ tới cuối tháng anh ăn cái gì. Anh chỉ cần con thích là anh sẽ mua cho con thích là anh sẽ làm. Con bảo anh là giảm cân. Là mỗi buổi sáng anh sẽ chạy từ nhà ảnh khoảng hơn 2 cây số sang nhà con. Đó, giờ để một cái tờ giấy trước cửa nhà con là đã tập thể dục xong rồi anh chạy về. Nhưng mà sau này khi cưới xong thì con mới phát hiện là anh chạy xe ra gần nhà con gửi vào một cái bãi gửi một cái bãi gần đó. Xong rồi anh cũng chiêu trò lắm nha. Không phải tại vì cơ bản mới đầu được, tại vì ngày xưa cơ bản cũng theo em chạy được, mà anh hiểu cảm giác mà đi làm về mệt rồi sáng 4 giờ mấy 5 giờ chạy mà muốn giảm cân là phải được anh giảm được thiệt, là từ 85 xuống còn 70 á, là kiểu như cũng chạy cũng ấy, nó rút người á, nhưng mà xong giống như lười thiệt, là lười thiệt, em lười thiệt. Mấy ngày mưa lất phất trời trời Sài Gòn mà nó không lạnh thôi, nó lạnh là rung người luôn á cô. Có cùng bị lừa cô Vân ạ. Nhưng mà coi như là sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy á, thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á? Con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, tại tụi con cứ ở với tụi con cứ quen nhau sống trong cái cảm xúc đó là dạ, 7 năm cứ vậy. Xong rồi tới đám cưới. Dạ tới một ngày đám cưới nó ly kỳ lắm á cô Vân. Sao thầy bói coi con cưới, người ta là bác sĩ chào cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói chào cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi con quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái tết năm đó là con đi coi bói sau tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân, cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ cưới liền. Còn đúng ông thợ săn thôi. Lúc đầu coi ba người, ai cũng phán không. Con ngày chốt nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung, ông phán không, ông cũng hơi xéo sắc đấy, mày không cưới nó mẹ cả đời. Ông phán một câu xin được. Em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô luôn. ba người bạn đều là ba người bạn thì cài vô hết trận cái chuyện mà chạy bộ dắt xe kiểu đó còn dám làm. Nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên mưu mô cỡ nào, nhưng mà tới một lúc sự duyên á, nó tới là nó tới. Mà tụi con làm nhanh chóng lắm, ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi luôn đó. Không là không làm ăn được đâu, sợ ơi cả đời. Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân, con đi cầm ngân hàng để con xây nhà, để con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng, tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đưa tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm rất rẻ vậy trong vòng 1 năm. Xây nhà. Dạ xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng 1 năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Rồi cưới nhau được mấy năm rồi ta, nãy nói mấy dạ, năm cưới năm 2017. Cưới năm năm rồi. 5 năm. Rồi công việc vẫn thuận lợi mọi thứ ha, nó có chắc trở gì không? Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Dạ không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu, thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhưng mà nó không có ổng quá sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á, thì sinh ra cho chồng con một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ á, để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn, nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì
thì ảnh thì lại rất là sợ con biết, cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á, tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ô, mình đang làm ăn được lắm, tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ, bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền anh ráng gồng một khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng gồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền lên, mà cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu. Là đổ lên đầu con cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok, tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó, thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ấm trên tay, mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó, rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng 1.5 năm tới 2 năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm, xong đi ra quán bán một mình bán, thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng, con làm một lúc á hả 30-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà gần sinh rồi, còn một tháng nữa sanh rồi, mà ôm cái bụng bầu để mà làm, rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó, một ngày đi cả 100 lần đi lên đi xuống cầu thang, tại làm ở trên đó cô Vân. Xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới là rất là mệt luôn, nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy, tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra được với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản. Nên là khi mà gặp ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén, rồi con nhỏ, rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa. Thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao không? Ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị sứt đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị sứt hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng mất méo hết, tại vì cãi lộn với cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Trời ơi, đang không có tiền mà còn đập điện thoại nữa, tại vì lúc đó là cái đầu óc nó căng thẳng lắm. Lúc đó em nghĩ cái gì, trong khi đó là vợ của mình đã mọi chuyện gồng gánh như vậy mà sao em còn gây áp lực nặng hơn nữa? Hay là muốn giải quyết một vấn đề gì đó cho nó xóa ra hả? Không, thực sự là cái lúc mà mình làm anh Tuyên, mọi thứ nó đang trên rất là gọi là trên cái đà, mình thực sự mình không nghĩ là gì nó vào. Mình cứ nghĩ là ok, ráng mọi thứ mình sẽ cố gắng. Mỗi ngày mình vẫn cố gắng chạy đi làm, nghĩa là kiếm đầu này đắp đầu kia, kiếm đầu này đắp đầu kia. Nhưng mà giống như tối về mình cảm thấy một phần là giờ em là cứ nói, thực sự là bà có một cái tật là bà nói rất là nhiều. Em mới kêu tất cả lỗi của anh biết anh sai rồi nên thôi đừng có nói nữa. Nhưng trong cái chỗ đó rồi nó bình yên, nó nhẹ đầu đi. Em cứ nhẹ đầu em cũng dễ chịu hơn anh vậy. Nhưng mà kiểu như thực sự lúc đó hai đứa đều rất là yếu thắng luôn. Thật sự nó cũng là lỗi của con, tại vì giống như là mình thấy là mình bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, xong rồi nhiều khi nhìn con cái cũng tội á, nên là anh về là con hay nói, con phải muốn là tôi đã giải quyết cho anh cái vấn đề này rồi thì anh phải nghe lời tôi đó. Thì cứ gần qua gần lại như vậy, xong rồi bắt đầu anh cũng áp lực quá nhiều thứ, tới một cái thời điểm mà nó không thể chịu đựng được nữa. Cô Vân không thể chịu đựng được nữa, mình rất là ngán cái cảnh là sáng mà dậy mà cứ người nọ người kia tới nhà đòi nợ hoài, không thể chịu đựng được nữa. Thì tất cả mọi người xung quanh con đều khuyên là thôi con bỏ mặc đi, nói chung là con có nhà, con có con, bây giờ con có thể tự lo, có công việc con thể tự lo được. Nhưng mà con biết vốn dĩ chồng con không phải là người gọi là tệ bạc với con, chẳng qua là ảnh có một cái là ảnh rất là muốn cho con sung sướng, nên là nó rơi vào cái hoàn cảnh là làm ăn cái đó là cái chuyện không ai muốn, nên con mới nói chồng con là thôi bán nhà, cái nhà mới xây luôn cô Vân. Nhà mới xây vẫn còn đang nợ ngân hàng. Con bảo là quyết định con sẽ bán nhà. Và con bán nhà trong vòng một nốt nhạc luôn, con đăng lên con bán luôn á. Dạ em bán luôn, mẹ đồng ý luôn. Dạ mẹ em thì thật ra là tại vì nhà trước giờ có hai mẹ con à, mẹ em thì cũng biết ông xã em á cũng là người tốt, mà mẹ cũng muốn là ổn định, thì tụi con bán nhà để trả xong xuôi cái số nợ đó. Và tụi con lấy cái số tiền còn lại á, tụi con mua một cái nơi khác nó ít tiền hơn nha. Nhưng mà thật sự đến thời điểm bây giờ thì con nghĩ cái quyết định bán nhà là quyết định mà sáng suốt nhất của con, bởi vì cuộc sống của con bây giờ nó
so với ngày trước nó là thiên đường luôn á cô Vân. Nó cực kỳ thiên đường. Nghĩa là lúc đó thì vì mọi thứ đã giải tỏa được hết rồi. Nợ nần giải tỏa thì cái đầu cũng giải tỏa. Thì cũng sẽ bớt đập mà đồ, bớt cằn nhằn, bớt nói nhiều rồi. Mọi thứ là, nói chung là tụi con đã qua cơn bị cực. Bây giờ tới hồi thầy Lai vẫn là hai đứa đúng không? Chưa có ý định có đứa thứ ba đúng không? Không, rất muốn có đứa thứ ba. Mà tụi đơn giản là tụi con muốn là kiểu như lần này mình chuẩn bị kỹ hơn cô. Nhưng bây giờ công việc là ổn định rồi đúng không? Nói chung là vợ chồng công việc ai cũng ổn định rồi. Dạ, đúng rồi. Gọi là tạm ổn định. Tạm ổn định tại vì mình đã giải quyết rồi, nhưng mà so với cái cuộc sống trước đây thì con thấy như vậy là con cảm thấy là quá hạnh phúc rồi. Rồi nhà cửa như thế nào, mình có mua lại được một căn nhà mới rẻ hơn không? Hiện tại bây giờ em đang ở một cái căn chung cư cũng thuộc dạng trung cấp nên em cảm thấy rất là ok từ các cái dịch vụ nọ kia. Rồi con qua nhà mới không biết là mọi người thì có hay chọc con là phong thủy hợp. Nhưng mà con qua nhà mới thì con cảm thấy là cái tính mình bình tĩnh hơn. Ít nóng nảy hơn, biết kiềm chế hơn một chút. Và tất cả các cái thứ con ở thì con cảm thấy là con rất là hợp ở chung cư, nhà đất. Thì đó, nói chung chắc là phong thủy hợp đó con. Dạ vâng. Rồi giờ... Thế là mình giải quyết được những cái chuyện rong ria, mình đỡ áp lực nhiều thứ. Dạ, thật sự là như vậy. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa thấy, để đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra? Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Tại vì yêu nhau lâu quá người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì trong khi đã quá quen á cô thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu, con nói con nghe coi. Con tự vấn bản thân con trước đi. Bà nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều. Cái đầu tiên là bà, tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là gia đình anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thực sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á. Bà mới nói anh làm cái này cho em nha. Ok để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong á. Ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa anh làm xong rồi, anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật, là con đẻ hai đứa với tim bốn mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính đi tráng cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con tráng ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tới uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy là cũng có sau thể... khi mà đẻ xong và chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó rồi cô, tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử, tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nói mỗi lần là mất hoài, bà buồn buồn là bà làm bà buồn vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh. Anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em. Ý là ngủ về sẵn, ôi chết em quên rồi, em để đâu ta, ủa đâu rồi ta, rồi là không biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái thật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ là ngoài ý muốn đó con. Không phải là cái tật đâu. Con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều, cái vụ mà càm ràm đó cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi, biết rồi. Không, nó lên level, tuy giờ là đỡ rồi, phải không? Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là cái một cái gì đó, nó nghĩa là vô tình con, vợ con đi làm á, người ta kêu bà là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều làm, và bà làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á, bà là gọi là dịch vụ khách hàng năng cao cấp, thì lúc nào bà cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bà nó liền là lúc nào bà cũng tỏ ra năng lượng á. Tới nỗi cái thằng bảo vệ ông cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bởi nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả là con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Cái công việc của con là như vậy, nghĩa là muốn làm việc với khách hàng á Vân thì phải năng lượng, tại vì bộ phận chăm sóc khách hàng là bộ phận luôn nghe khách chửi. Nghe khách chửi suốt ngày, mà nếu mà mình không có vui vẻ, mình không có năng lượng á thì mình rất là dễ bị nản. Nhưng mà những cái lúc mà ví dụ như là khách có vấn đề phàn nàn về con á, với mình á thì mình vẫn cười tươi, nhưng mà ôm hết nguyên cái đó về xả vào người của anh này. Tâm trạng con thì cũng hay bị gọi là thất thường sau khi sinh nữa. Nên là mà cô có biết không, khi con đẻ ra, con đẻ hai bé xong bắt đầu con ở nhà thì con không có bạn. Hầu như là không có bạn, tại vì không có đi ra ngoài chơi với ai, không có bạn gì hết. Thì mình cứ nằm ở nhà mình coi phim thôi. Tới tối về mới có anh này về nói chuyện. Thì giờ đâu có chủ đề gì nói đâu, giờ có mỗi cái chủ đề là phim mình mới xem thôi. Thì ngồi kể mà ông có ngồi ngủ vậy nè. Ông cứ ngủ gật nè, mà con hỏi là anh có nghe em kể không? Có mà nghe. Cô hiểu được cái tâm trạng và cái sự chịu đựng của bạn chồng rồi. Cái đó cũng dễ sợ lắm á. Rồi còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Thật là con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta, tức là khi cô Vân thì khi bảy đi bảy con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha, hai lọ tương ớt nó như nhau, nó gì khác mỗi cái này của này một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào, lấy cái này, lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B, thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A, thôi lấy hai cái được không, anh phí tiền quá à đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào, em muốn em không biết em mới hỏi anh.
xong rồi xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn, mình con nó đầu là mỗi khi bà hỏi một cái gì là đọc kiểm đầu mình nhảy số rồi rồi xong rồi đó, đó cuộc chiến bắt đầu đó. A B C D, nhớ y như chơi đồng vàng á, những cái kết nó kiểu như hơi hụt hẫng, còn kiểu như mình kiểu như là mình nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn thường, bà chọn cái một cái hoàn toàn không liên quan hết, nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C. Dạ. Đúng không, bị dạ. thất thường tại vì anh này là kiến. Bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải cố gồng mình trở thành một người khác. Nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với anh này. Ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á thì anh sẽ phải gấp từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, sẽ không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Rồi thì cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa này, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị cô Vân. Cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên thì cho nó dễ nè. Tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha. Cái bà nằm bà lướt điện thoại bà nhận cái bà mở nhạc Phật lên nghe không? Tôi cộng cứng liền. Em kiểu ủa cái gì vậy trời? Cái ủa con quay lại. Ủa cái gì vậy em? Ủa cái gì vậy? Nghĩa là tại vì thật sự luôn á, là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩ là đã chuẩn bị ok xong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bàn bả làm bả chờ cái tự mình vừa ôm cái con thấy trường cờ, lúc đó mình muốn thanh thoát liền con thanh siêu, thoát liền con không muốn gì là, nữa hiểu không con, con đứng dậy luôn, con đứng dậy con đi làm luôn. Rồi cái đó là có lẽ con mong muốn thay đổi vậy không, cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thật ra là sau cái biến cố của Vân một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này. Nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn. Anh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó. Thì đêm thì con bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si. Cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên, để nguyên si. Mà không bao giờ nằm lên giường, chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con đó, y chang nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Ở dơ lắm. Đúng không? Rồi là mình cảm giác như mình không có, cho nên cái chuyện mà mở nhạc Phật á là cố tình để cho thôi anh đi giùm tôi đi đó, là tại vì bữa đó là anh chưa chịu thay áo, tay anh chưa chịu rửa, cho nên là liếc sơ sơ cái là bật nhạc Phật lên là anh thanh thoát là anh đi luôn đó. Nhưng một phần cũng là lỗi cho em. Dạ. Em phải tâm lý, em phải hiểu vấn đề đó, tại vì khi mà xung trận á, cái đó là phải sạch sẽ, phải thoải mái nhất thì nó mới feeling được đó, đó. Nghe chứ không phải là làm cho có rồi xong đi ra. Đó là con tuổi khéo đó, tại vì bây giờ con mà nói á là hay dỗi. Hiểu rồi bữa nay là hiểu rồi đó. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm mới hiểu, nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu, có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi. Cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi. Anh nhịn em đi xíu, nhưng mà cứ mỗi lần nói là ông dỗi. Mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ông dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ông nữa. Con đi ra ngoài đường con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Cái ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài. Mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch. ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi mong muốn đó là chồng con phải chịu khó hơn, phải quan tâm hơn. Quan tâm con, rồi là nhận cái lỗi về mình một chút, đúng không? Tha thứ hơn. Sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn. Giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Chồng con bây giờ trẻ con lắm, có hai đứa con gái, nhưng mà ba bố con cứ dành nhau ăn xì nách ngoài. Đó, rồi dành nhau coi hoạt hình. Con nó đang coi xong hù con nói là ông kẻ tới kìa, để đuổi nó vào phòng để mình dành cái tivi mình coi hoạt hình. Đó, rồi cứ trẻ con lắm. Rồi cô hiểu rồi. Nhưng mà bây là giờ gia đình em đang nuôi ba đứa con hả? Dạ đúng rồi. Đó là như vậy. Nhưng mà em biết không, vấn đề là bây giờ mình đã chọn nhau rồi. Dạ.
thì là mình đã chọn hạnh phúc rồi, thì mình phải lấy yêu thương để mà mình vun đắp cái hạnh phúc đó, đúng không? Đó thì bây giờ giống như em á, em thấy thì sao nè, để mà em góp ý với bạn bạn chồng á về những cái mà gọi là mong muốn của bạn vợ. Thì nếu là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Đó. Và theo theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi và mẹ vợ cũng đã thương em, chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. Chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi, đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa, khổ lắm anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Rồi vụ tắm rửa sao? Ông tự biết đi. Em phải nói chứ. Cô xin giải thích cái này, tại vì cô không sao. Tại vì cơ bản con, nghĩa là con vẫn đang vận hành một cái quán gà nướng, cô có hiểu không? Thì tối về, tại vì cơ bản con về là lúc bà ngủ rồi. Thì con nằm dưới, con là con nằm dưới đất một góc luôn, tại vì sáng sao con tắm rửa rồi ấy luôn. Và tiện cái kẹp, tại vì con thấy thực sự là con sót mẹ con giặt đồ á, cũng là giặt máy rồi nhưng mà một lần đưa ôm đồ nhiều lắm. Một trong những cái tật xấu khác của vợ con đó là bà bừa. Một ngày con nói con một cái bộ đồ á, con ra là nhiều lắm một hai bộ đồ, nhưng giờ con là một nùi nè. Ôm nguyên một giỏ đồ chắc con được hai bộ. Mà mẹ con ở chung với mẹ con cũng lớn rồi, mẹ vợ con lớn rồi. Bà rất là sạch, bà rất là sạch. Đâm ra kiểu như mỗi lần giặt đồ mà thấy mẹ ấy nhiều á, con kiểu con ấy nấy con. Riết là con cảm giác nó lấy cái bệnh nghĩa là đồ không mặc á, nghĩa là tới nhà đi tắm thì con ấy ra thôi. Còn không kiên trì mặc một bộ thôi. Không hợp lý. Không có lý do. Bởi vì đâu mà không thấy không? Nói cái gì anh cũng lý do. Anh nói nghe là cái chuyện mà giặt đồ cái đó là nó có tốn kém cái gì đâu và nó có làm cái gì khủng khiếp đâu. Với lại em nói là lý do là chính xác. Em phải thấy được cái sai của mình. Đừng bao giờ bao biện. Dạ không, ý là cái đó ngày xưa rồi, giờ em đã thay đổi rồi, tức là thay đổi chưa? Có rồi, nghĩa là giờ đã chịu tắm rồi đấy. Trời ơi, đã vậy còn mùi gà nướng nữa mới ghê chứ. Trời ơi, ta nói mỗi lần mà đi ăn đồ nướng đó là em có tin là chị trước khi đi chị gội đầu cái gì thì đi ăn đồ nướng về là chị phải gội đúng rửa. Rồi, đúng rồi. Mà con người. Có biết là mỗi một lần cô gội đầu là cô bị bệnh không? Vậy mà cô vẫn phải gội, đó là bởi vì bản thân mình không chịu nổi cái mùi hai vợ chồng khác hoàn toàn. Cho anh Tuyên nói cái này. Có thể em chấp nhận em ở dơ được, nhưng sau này em cứ nghĩ sức khỏe cho con em. Em ở ngoài đường em tiếp xúc biết bao nhiêu người, bụi bẩn vi trùng vi khuẩn biết bao nhiêu người, và em vẫn mang nguyên si y chang vậy, mặc bộ đồ em nằm ngủ và con em phòng anh không biết nhà rộng nhà lớn và con cũng nằm nó chơi xung quanh đó, và sau này sức khỏe của con em nha, hên là bây giờ chưa có chuyện gì, lỡ như những con vi khuẩn những cái virus nó không tốt nó vào trong cơ thể của người em thì sao? Một điều cực kỳ sai nha, em phải tắm rửa sạch sẽ. Đó là không, em chỉ giải thích là cái vấn đề là ngày xưa tại sao nói thôi, còn thực sự bây giờ đỡ rồi, bà đi làm cả ngày bà không biết đâu. Thì thôi nói tóm lại là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi, sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không, bây giờ may một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Ok, có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Thế rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Nhiều khi đêm á tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá, thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô, tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó con nói nghiêm túc luôn đó. Rồi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào có công việc hết, đứa nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi con được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều, đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết chịu có nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác.
Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Mỗi đứa sửa chút xíu đi con, đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi, cuộc sống nó sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ cho mọi chuyện nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị là cái mở nhạc thì mày mở lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Hiểu không? Dạ, con gái là ngừa phi được. Hiểu không? Dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ.